Rồi, đây là bên ngoài sân bay Vinh này quý vị. Đầu khách bước ra lên hành lý và tiếp tục hành trình đi Lào. Từ đây lên cửa khẩu Nậm Cắn biên giới Lào 140 cây số. Sau đó sẽ đi thủ phủ Siêng Khoảng, cánh đồng chum nổi tiếng du lịch Lào quý vị, miền Trung nước Lào. Ok, Hải Công Minh đã có mặt tại sân bay quốc tế Vinh, Nghệ An, cách thủ đô Hà Nội 300 cây số về phía bắc quý vị. Ok, đây là xe của đoàn đi nữa vậy. Thánh kêu xin vô. Chắc là mình cứ đi thưởng thức từ từ đi không sao đâu. Dạ. Yeah. 5-6 giờ chiều tới bên Siêng Khoảng được rồi. Dạ. Chắc là đoàn vừa rồi Sơn có đưa đi không, bên thành phố ra cũng 6 anh đó. Dạ không, đo vừa rồi em cũng đưa đi. Là 23. Đây là anh Sơn bác tài xế. Đo hôm 3. Trước này 3 ngày. Chắc xe dạ, khác không, à? Đoàn nữa xe khác, đoàn nữa em đi của đoàn Sài Gòn Tourist của bác sĩ ngoài Hải Dương. Dạ mà đi hồi giờ thành phố Huế. Đi ra ngoài sân bay với xe rồi. Quốc lộ 1A nó gì hướng ra ngoài Bắc anh có gì cậu ạ?